Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng điều khiển của dòng điều hòa Media với các cái mã sản phẩm tiêu biểu như MSMA09CR, MSMA12CR và MSMA18HR. Các cái mã ký hiệu như CR18CR, 09CR, 12CR đó thì nó là ký hiệu của dòng điều hòa một chiều của Media. Còn với đuôi ký hiệu chẳng như MSMA09HR, 12HR và 18HR thì cái đó là dòng điều hòa hai chiều. Và các bạn để ý là đây là cái điều khiển của dòng điều hòa Media với các tính năng cơ bản như làm lạnh này. Đây các bạn nhìn thấy cái mode này, mode ẩm này. À, đây là điều hòa hai chiều sẽ có tính năng làm ấm với tự mặt trời heat này. Đấy, tốc độ quạt gió thì thổi quạt gió không không có tính năng gì cả. À, khi các bạn để chức năng cool thì nó sẽ tự mà làm lạnh. Các bạn để ý hình biểu tượng cánh quạt đây, nó có các lớp đi lên dần. Mình để mình tăng cái độ thổi làm lạnh lên thì mình ấn fan này, fan là quạt này. Đây là để chế độ nhỏ nhất này, mạnh dần lên này, các mức khác nhau. Khi các bạn ấn tối đa này thì cái tốc độ thổi từ dàn mát là nó thổi là mạnh nhất. À, tùy vào cái diện tích phòng cũng như là cái thời tiết thì các bạn có thể để chế độ này nhỏ hay to tùy ý mình. À, tăng giảm nhiệt độ ở đây, tem này, tempo này. Đấy, mode là thay đổi chức năng như ban đầu này. Đấy, mode ẩm này, làm nóng này, mình cũng có thể tăng cái độ thổi hơi nóng khi mà ấn fan. Đây, fan mạnh nhất rồi. Đấy, các bạn để chế độ cool với mùa hè, heat là với mùa đông rồi. Đấy, hẹn giờ time on, time off. Đấy, sleep, swing direct là mình chỉnh cánh gió. Mình chỉnh cánh gió như vậy thì các bạn để ý này, đây là bật đèn led ở trên dàn mát, còn turbo clean này thì sẽ có tác dụng là giống như lọc không khí vậy. À, với dòng điều hòa 9.000, 12.000 hoặc 18.000 thì tùy vào diện tích phòng thì các bạn sẽ lựa chọn lắp đặt cho phù hợp. Đấy, thì trong quá trình mình hướng dẫn thì các bạn có muốn hỗ trợ hay nào các bạn liên hệ trực tiếp mình sẽ hỗ trợ các bạn. À, với dòng điều hòa Media thì bảo hành đến 3 năm. Đây cũng là một trong những dòng điều hòa thương hiệu ít lỗi. À, tùy vào cái vấn đề lắp đặt thôi thì điều hòa nó sẽ chạy tốt hay không. Với hiện tại bây giờ thì điện máy Ecomat thì đang bán với dòng 09CR nó bán khoảng 5 triệu 490 tặng cả công vật tư lắp đặt hoàn thiện với mã hàng năm 2017. Đấy, thì vòng 12.000 thì nó khoảng 6 triệu 490 và dòng 18.000 thì bán khoảng 9 triệu 690 là sẽ tặng cả công và vật tư lắp đặt hoàn thiện. Các bạn lưu ý khi chọn thợ lắp hoặc là lựa chọn cái đơn vị bán, bởi vì thực tế thì điều hòa máy không thôi nhưng mà để nó chạy tốt hay không thì sẽ phụ thuộc nhiều vào lắp đặt nữa. Có nhiều đơn vị thì họ chỉ tặng, họ chỉ bán máy thôi, còn đâu để mặc cho các bạn với đội thợ lắp thì người ta mà lắp đặt này, vật tư nó đội lên nhiều thì giá thành nó sẽ rất cao. Các bạn lưu ý vấn đề đó, bởi vì vấn đề kiểm soát vật tư lắp đặt cũng là một vấn đề đảm bảo cái chi phí các bạn đầu tư ban đầu khi lắp điều hòa, là đảm bảo là thứ nhất là đạt hiệu quả tốt nhất, thứ hai là nó sẽ là rẻ nhất. Bởi vì đặc thù thì điều hòa nó có một cái riêng là cái vật tư nó khá là đắt, như ống đồng, dây điện áp.